Chào các bạn, hôm qua mình có giới thiệu rồi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu kỹ hơn về sản phẩm mới tại Typos. Lần này, bút marker tự chuyển màu Charmeleon. Bút rất là độc đáo nha các bạn. Bởi vì nó có một cái nắp. Cái nắp này á sẽ giúp cho mình chuyển màu rất là dễ dàng và nhanh chóng. Đây, khi mà mình cần chuyển màu, mình cắm bút nó vào đây. Đẹp không các bạn? Bút Charmeleon, bút marker tự chuyển màu. Dạ, nhiều màu thì có 05 á, 05 thì nó có nhiều màu. Hiện tại Typos đang có tất cả các cái set 5 của nó và set 22 nhé các bạn. Đây, set 22. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong clip sau ạ. Create depth and dimension. Color gradations. Highlights, shadows and shading, all with just one pen. You can adjust the color tone of your ink. Just use the mixing chamber to infuse your pen with a colorless toning medium. Now you can go from just a hint of tint through mid-tones and back to the original color. You can still color like a regular marker, but now your pens can do more. The inks are refillable and the nibs are replaceable. And with over 50 vibrant colors, each producing multiple tones, you can create hundreds and hundreds of different color tones with Chameleon Color Tone Pens. Do more.